Vion, game mon đón Tết, đón mưa quà tặng.
Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới bốn anh đẹp trai, quý vị khán giả trong trường quay và tất cả quý vị khán giả đang xem 624. Nếu như em đã nghe được bốn lời giới thiệu rồi thì em cho một cái vote nhẹ đi nè, để coi có ai là lời dẫn của năm nè. Vừa nãy em đứng trong kia em có nói với cả đạo diễn là ra đây em thấy ai đẹp trai nhất thì sẽ vote cho người đấy. Nhưng mà ra đây thấy bốn người đều đẹp trai nên em vote cho anh của em. Cảm ơn rồi. Đấy, chưa? Bảo rồi cái gì mà chân thực thì nó vẫn hay. Đấy, nó ổn nhất. Chứ mà em văn gì mà dài thế, nói về Hương mà nói dài thế. 30 Tết mới chưa xong. Làm em sợ quá trời, em nói giọng ra này không phải của con người. Ok, thưa quý vị, rõ ràng quý vị thấy ông gừng càng dẻ càng cay, em chỉ nói thế thôi. Người đàn ông có nhiều mùi hương nhất quý vị với Văn Mai Hương chứ đúng không ạ? Đấy, nó là như thế. Năm nay một cái album rất là hot và rất là được mọi người yêu thích. Hầu như là bài nào cũng hit, triệu triệu view. Thì không biết nhìn lại chặng đường đã qua thì em cảm thấy thế nào? Năm nay em nghĩ là một cái năm mà lao động rất là chăm chỉ của mình. Và em cũng tận hưởng được rất là nhiều niềm hạnh phúc khi mà mình chăm chỉ lao động như thế. Và rất vui là ngày hôm nay có mặt tại sóng để hát những ca khúc nằm trong album mới của mình để dành tặng cho quý vị khán giả. Lần đầu tiên tiếp xúc với chị ngoài đời thì em phải công nhận là Hương thật. Hương nha. Đứng từ xa thôi là đã rất là hương rồi đúng cảm không? Cảm giác rồi đó. Em nghĩ gì về chị đẹp này? Em có sao xuyến nhẹ không? Em thì sao xuyến nhẹ về âm nhạc của chị Văn Hương nhiều. Tại vì em cũng rất là thích nhiều bài trong album, đặc biệt là bài 10 tháng 6. Viết rất là hay. Sau những cái sự thành công của Hương thì anh đang muốn hỏi trong năm 2024 thì Hương sẽ tiếp tục với những dự định như thế nào? Thật ra là nghệ sĩ thì ai cũng muốn năm nào mình cũng sẽ hoạt động sôi nổi, nhưng mà em nghĩ là khi mà mình đã đầu tư tâm sức cho 2-3 năm để mình làm một cái album thì mình cũng sẽ nên có những cái khoảng lặng để mà mình có thể tiếp tục giữ cho bản thân mình được nhiều những cái điều thú vị hơn. Ý này hay nè, là tại vì đó như mình nói ngay đầu chương trình đó, là năm con rồng là cái năm là biết công là phải biết thủ đúng không? Phải có thời gian để mình gọi là refresh lại, để mình có cái năng lượng mới chứ hả? Chắc là vẫn sẽ làm sản phẩm nhưng mà em sẽ không đánh ồ ạt như là năm vừa rồi. Đúng rồi, không ồ ạt nữa, lặng thầm thôi. Thế là mọi người cũng đang muốn biết là thế Hương đã có ai xịt mùi hương cho Hương chưa? Hay là vẫn là tự xịt mùi hương? Thì đó. Đấy, nó phải một chút về Hương. Thật ra thì mình không có người xịt thì mình lúc nào cũng thơm mà. Hương là phát từ trong đúng không? Thì bản thân mình đã thấy là chết, Hương rồi. Ôi chết, đấy. Nhưng mà bao giờ mà có người xịt thì cũng sẽ khoe, sẽ okay khoe. Ok nhá, đấy là tín hiệu nhá. Tôi báo trước là bây giờ là Hương vẫn chưa ai xịt. Ai muốn vào xịt thì cứ việc nói với Hương và đến với Hương, ok. Ok, một lần nữa xin được chúc mừng cho Văn Mai Hương. Anh thấy là em đã có một năm hoạt động rất là hiệu quả. Anh nghĩ là những phần thưởng vừa rồi rất là xứng đáng cho em, bởi vì anh có chứng kiến cái chặng đường làm việc của em rất là nghiêm túc và em lao động không ngừng nghỉ, cho nên những gì vừa xảy ra nó rất là hợp lý. Cảm ơn anh Thành, cảm ơn anh Huy, cảm ơn Hiệu, cảm ơn anh Tú. Cảm ơn em đã đến với Sóng 24. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị gặp gỡ quý ông sẽ mang đến cho chúng ta một màn ảo thuật rất là thú vị. Xin một tràng pháo tay chào đón sự trở lại của ảo thuật gia Stephen. Vion phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.